Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình muốn anh em bỏ ra 5 giây để vào đăng ký kênh phụ thứ hai kênh HPT Gamer của mình. Thì mình đã hướng dẫn rất là nhiều thủ thuật trong Dream League Soccer 2020 mà anh em nào chưa biết thì có thể vào đây ghé thăm giúp mình. Thì hiện tại thì mình đã làm được một số video mà mình cảm thấy nó rất là ok. Và mình mong anh em sẽ bỏ ra một chút thời gian để vào đăng ký kênh phụ của mình để mình nhận được những video, để các anh em nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Ok, kênh của mình là HPT Gamer. Anh em có thể lên YouTube gõ Herbert Gamer. Thì kênh của mình sẽ ở vị trí đầu tiên, anh em hãy vào đăng ký để nhận video sớm nhất từ kênh của mình nhé. Ok, bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là một video về chủ đề Dream League Soccer 2019. Quay về series các đội hình của V-League, thì hôm nay thì mình muốn làm một cái đội hình mà gọi là có rất là nhiều biến động trên thị trường chuyển nhượng cũng như là đem về những siêu sao. Và hiện tại thì câu lạc bộ này còn đang hình như đang muốn ký hợp đồng với Lee Nguyễn, cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở giải LNS của Mỹ, nhưng hiện tại là thương vụ này thì vẫn chưa thành công nên là mình vẫn chưa cho đội hình này anh em nhé. Thì đội hình này đó là gì? Đó là đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải 2020 với những tân binh mới nhất thì mình đã cập nhật vào đây anh em ạ. Bây giờ thì đây là những bộ kit của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh này đã được cập nhật đầy đủ anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem ở cái phần đội hình. Đội hình thì sẽ có đó là Công Phượng và những cầu thủ mới, ví dụ là Công Phượng này hay là Tiến Dũng là hai tân binh mới của Võ Huy Toàn này. Đó là những tân binh mới. Thì nói luôn đội hình đó là đây. Matias Zadu này, Công Phượng là hai tiền đạo này. Tiếp theo là hai tiền đạo cánh đó là Võ Huy Toàn và Trần Vĩ Sơn. Tiếp theo đó là Đỗ Văn Thuận này và Ngô Hoàng Thịnh, máy chạy của đội tuyển Việt Nam trước kia. Nguyễn Công Thành này, Lê Văn Sơn này, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Hữu Tuấn và thủ thành đó là Tiến Dũng. Thủ thành là Tiến Dũng của chúng ta. Tiếp theo thì bên phía hàng dự bị thì cũng có những cái tên rất là nổi tiếng cũng như là rất là gọi là chất lượng để tạo nên cái sức tấn công làm cho đội bóng này trở thành áo quân của mùa giải năm trước. Thế đây là Dika Kite, Nguyễn Xuân Nam này, Vũ Anh Tuấn, Phạm Văn Thành, Vũ Quang Nam, Nguyễn Sơn Hải này, Phạm Quang Hiến, Ngô Tùng Quốc, Ngô Viết Phú này, Opoku, Lê Đức Lượng, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Thanh Thắng này, Nguyễn Tăng Tiến, 3D, và đây là Prodeo. Ok, đấy là những cái tên cũng như là những cầu thủ cập nhật mới nhất trong của đội hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ vào trận đấu đá online em nhé. Mình vào trận đấu đá online thôi. Để mình như vậy, cái bản Dream League Soccer 2019 này với bản Dream League Soccer 2020 là một cái phiên bản riêng biệt và chúng ta có thể đá online bình thường. Chúng ta có thể đá online bình thường anh em ạ. Thì hiện tại thì số người chuyển sang Dream League Soccer 2020 thì cũng khá là đông, nhưng mà cái số người ở bản Dream League Soccer 2019 á, thì nó cũng không phải là ít anh em ạ. Mình nghĩ là còn phải khoảng còn 2/4 hay đâu. Mình nghĩ là còn phải là 3/5 cơ. 3/5 nhá. Nó thì 3/5 số người vẫn còn chơi Dream League Soccer 2019 cơ, mình nghĩ là vậy. Hiện tại thì bản Dream League Soccer 2020 là nó không hack được. Và nhiều người là muốn có cho mình cái đội hình những cầu thủ mà mình yêu thích thì nó rất là khó. Thì chúng ta sẽ quay lại bản Dream League Soccer 2019 để có được những cái tên, những cái cầu thủ mình yêu thích ở bản này anh em nhé. Đá bản ở từ bản 2019 này thì mình lâu mình không đá nên mình không quen lắm anh em ạ. Ok. Mình đá bản 2020 nhiều quá nên rồi nên là khi quay lại bản 2019 này có chút không quen một chút anh em ạ. Đấy, kể cả cái đá phạt này. Đá phạt này thì mình cũng không quen cho lắm. Đấy, hiện tại thì chúng ta vẫn có thể thấy là đá online offline bình thường, không có gì thay đổi cả. So với bản 2019 trước kia, bây giờ thì nó vẫn như vậy anh em ạ. Đặc biệt là cái bản này thì chúng ta có thể hack bất cứ đội hình nào vào, hack bình thường mà, bất cứ các đội hình nào của mình thích cả. Vậy thì nó rất là vui, nhưng mà cái độ cạnh tranh thì nó không cao. Ok, như vậy là bây giờ mình sẽ thoát ra, mình hướng dẫn anh em cách để tải được đội hình này nhá.
Đầu tiên khi anh em bấm vào cho mình phần download thì nó sẽ hiện cho anh em một cái danh sách các đội hình như thế này. Thì để tìm đội hình Thành phố Hồ Chí Minh thì anh em sẽ kéo xuống giúp mình. Đây là mình tổng hợp các câu lạc bộ của V-League nhá. Đấy. Ở dưới này đó là câu lạc bộ của các câu lạc bộ hạng nhất quốc gia. Đó, hạng nhất quốc gia này. Ok. Mình sẽ chỉ quan tâm đến V-League 1, nghĩa là giải đấu số 1 của các câu lạc bộ của Việt Nam. Thì có Hoàng Anh Gia Lai này, số là Nghệ An này, câu lạc bộ Hà Nội này, Thanh Hóa này, Tân Quảng Ninh, BKM Bình Dương này, Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh đây. Ở dưới nhá. Ok, bấm vào cho mình. Khi em bấm vào link thì nó sẽ hiện cho em một cái bước như thế này. Cái bước này thì anh em lấy bình thường thôi. Cái này mình hướng dẫn rất là nhiều rồi. Tích hợp Phật nó không hành máy này. Quảng cáo thì lướt bỏ đi. Ít bỏ đi nhá. Ok. Tiếp theo thì anh em sẽ bấm cho mình vào phần click here to country. Bước này thì anh em hãy đợi cho nó chạy về 0 giây. Tôi chạy về 0 giây anh em nhé. Thì anh em hiện tại thì đến với Soccer 2020 mình làm thủ thuật nhiều hơn ở kênh HPT Gamer nhé. Thì anh em có thể sang bên này ghé qua giúp mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bấm một get link này. Quảng cáo thì lại lướt bỏ đi giúp mình. Thì quay lại thì chúng ta đã có link giải rồi. Thành phố Hồ Chí Minh V-League 2020 anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm một phần download để tải về. Ok. Tiếp theo thì anh em sẽ thoát ra, anh em sẽ tải cho mình app Zachiever. Đây Zachiever đây. Bây giờ thì anh em sẽ đánh tải rồi thì anh em sẽ bấm mở ra. Tiếp theo thì hãy tìm cho mình số phần download. Đó, có đây Thành phố Hồ Chí Minh đây. Anh em bấm xem này. Sao chép này. Đó, bấm mình phần bộ nhiều thiết bị này. Android này, data này. Tiếp theo thì anh em sẽ cho mình chọn cho mình phần com.first.game DLS3. Ok đây. Bây giờ anh em sẽ dán vào cho mình. Áp dụng cho tất cả các tệp này bấm vào thay thế. Ok, như vậy mình đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ vào game nhá. Đây, Dreamix Soccer 29 và Dreamix Soccer 2020. Cái này thì hai bảng sẽ song song nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ vào Dreamix Soccer 2019. Nhiều bạn hỏi câu hỏi là tại sao có bản là được có hai bản Dreamix Soccer cùng chung một máy. Thì mình bảo anh em thôi, cứ tải bình thường thôi. Nó có không bắt anh em làm gì cả đâu. Ok, bây giờ thì sẽ vào cái đội hình. Anh em nào chưa biết tải bản Dreamix Soccer 2019 thì anh em có thể ghé qua kênh HPT Gamer giúp mình nhá. Thì mình có làm thủ thuật tải về rồi đấy. Ok, thì như vậy đây là đội hình rồi. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc. Anh em mà thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký. Ngoài ra đừng quên ủng hộ kênh HPT Gamer, kênh phụ thứ hai của mình. Ok, mình bye bye anh em, chúc anh em thành công, bye bye. We'll be right back.